Tiểu sư phụ, ngươi đã phạm vào tội gì? Lão gia nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Đứng yên. Kẻ sát hại cưỡng hiếp quan gia là hắn. Không phải. Không phải ta. Không phải ta. Không phải ta. Tới liền đây. Tối hôm qua tên ác sát Quyết Đao Môn đã giở trò với tiểu thư nhà quan gia. Không tiêu diệt Quyết Đao Môn, lão ba tánh sẽ không có ngày được yên. Chạy đi, chạy đi. Biểu muội, đi coi thử đi. Linh kiếm song hiệp. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Ta cho các ngươi biết, ta không phải Quyết Đao Môn. Ta cho các ngươi biết, ta không phải Thái Hoa. Ở đâu tên dâm tặc Thái Hoa chứ? Đại hiệp tha mạng. Các ngươi phải nghe ta nói chứ. Tiểu dâm tặc, ngươi đã giết tiểu thư quan gia, tội không thể tha. Xem kiếm. Biểu ca. Đồ Nhi, nhanh lên. Lão dâm tặc, ta liều với ngươi. Đúng là một mỹ nhân. Biểu muội. Đồ Nhi, đi mau. Dạ. Biểu muội. Biểu muội. Thân con gái của cô cuối cùng cũng không giữ được rồi. Không xong, có người. Ai? Ở đâu? Ở bên kia. Kia kìa, kia kìa. Còn bên kia nữa. Bên kia. Tông Nhi à, ngươi thật sự có chút công lực. Quả nhiên có người tới. Ngươi có thể nghe ra có bao nhiêu người không? Ta không biết. Một con, hai con, 10 con. Tổng cộng 17 con. Nhưng mà cách đây vẫn còn mười mấy dặm nữa. Không được để lỡ chuyện tốt của ta. Tổ sư gia gia, dù sao cũng có 17 người và ngựa sắp tới đây rồi. Ta thấy ông chi bằng bảo tồn thể lực đi, sau đó tìm cơ hội. Công tử à, con người ngươi thật tốt. Chả trách, chả trách sư tổ gia gia rất thích người. Đây chính là Quyết Đao hả? Thanh bảo đao này mỗi lần gặp đêm trăng tròn đều phải có đầu người tế nó, nếu không sẽ làm giảm sự sắc bén. Ngươi xem, đêm nay trăng vừa tròn, hiếm khi có 17 người đến đây tế đao cho ta. Bảo đao à, bảo đao, đêm nay ngươi có thể no say trong máu người rồi. Quyết Đao lão tổ trưởng môn đời thứ 4 của Quyết Đao Môn có địch tam đệ tử đời thứ 6 ở đây. Biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu muội. Mỹ nhân này đã trở thành tiểu thiếp thứ 18 của đồ tôn ta. Ai muốn uống rượu mừng thì cứ việc đến đây. Giết Quyết Đao Môn dâm tặc, vì Võ Lâm trừ hại. Giết Quyết Đao Môn dâm tặc, vì Võ Lâm trừ hại. Biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu ca, biểu ca, biểu ca, mau giết hắn, hắn là dâm tặc. Không phải ta, không phải ta. Biểu ca, tiểu tử giỏi, để xem kiếm của ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh. Lên. Qua rơi nước chảy. Cha tới rồi. Qua rơi nước chảy, ta đánh cho ngươi qua rơi nước chảy luôn. Lão dâm tặc, ngày tàn của ngươi đến rồi. Đồ tôn nhi ngoan, mau chuẩn bị ngựa, chúng ta không hầu nữa. Biểu muội, ta sẽ chặn đường lui của hắn. Nhanh lên, chậm trễ chúng ta không thoát được đâu. Đồ tôn, đi, nhanh. Biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu ca, biểu ca, biểu muội, biểu ca, biểu ca. Biểu muội, biểu muội, biểu ca, cứu muội với. Biểu ca, biểu muội, biểu ca. Biểu muội, biểu ca, biểu ca, biểu muội, biểu ca, biểu ca, biểu ca, biểu muội, biểu ca. Dâm tặc, thả biểu muội ta ra. Muội với biểu ca, biểu ca, cứu muội. Qua rơi nước chảy. hoa rơi nước chảy. Hoa rơi nước chảy. Hoa rơi nước chảy. Cha, cha, mau cứu con, cha. Bốn người tới hết rồi. Sinh Nhi, Sinh Nhi. Lục bá bá, Lưu bá bá, chỉ cần ngươi thả Thủy cô nương, bọn ta sẽ để ngươi đi. Cha, cha mau cứu con. Hoa rơi nước chảy. Dâm tặc, mau thả con gái ta xuống. Đồ Tôn, chạy mau, chạy mau. Đồ Tôn, chạy đi, cứ mặc kệ ta. Chạy. Cha, cẩn thận đó, cha. Thủy lão gia tử, hai người của Quyết Đao Môn đều đã là con rể của ngươi rồi. Dám thật. Không. Thủy lão gia tử, chưởng môn đời thứ tư là con rể ngươi, chưởng môn đời thứ sáu cũng là con rể ngươi. Nhạc phụ đuổi con rể, nước giải chảy đầy miệng. Ghê gớm, ghê gớm.